Bố ơi, đọc sách. Quyển sách bố đọc hôm nay có tựa đề Bài kiểm tra dành cho công chúa. Tôi lòng chú ý nào các công chúa. Cô Flora hô to để tập hợp các cô công chúa lại. Ba bà tiên là Fauna, Flora và Meriwether thông báo cho các cô gái tại học viện dành cho thành viên hoàng gia rằng họ sẽ bắt đầu thực tập cho một kỳ thi rất quan trọng. Đó là bài kiểm tra của các công chúa. Cô Meriwether bổ sung thêm. Bài kiểm tra là cơ hội để các công chúa thể hiện trước các bà tiên về tất cả những gì mà các nàng đã học được về việc làm sao để trở thành một công chúa thật sự. Bài kiểm tra sẽ diễn ra tại phòng khiêu vũ ngay sau khi giờ tan học. Sophia và John quyết định tới thư viện để học thêm trước khi bài thi chính thức diễn ra. Amber và Hildegard thì không nghĩ là mình cần phải học. Amber và mình đã biết hết mọi thứ để trở thành một công chúa rồi, Hildegard nói. Nhưng Amber và Hildegard quyết định vẫn sẽ đi cùng với các công chúa khác để phòng hờ nếu các công chúa khác cần hỏi gì họ. Bên trong thư viện có rất nhiều sách, nhiều đến nỗi mà John và Sophia không biết bắt đầu từ đâu nữa. Sophia đề nghị nên hỏi cô thủ thư Higgins để được trợ giúp. Xin chào các công chúa thân mến, cô có thể giúp gì cho các em? Cô Higgins hỏi. Dạ, tụi con sắp có một bài kiểm tra và muốn làm tốt nó. Cô có quyển sách nào để giúp trở thành một công chúa tốt không ạ? Sophia hỏi. Cô Higgins liền đưa cho các cô gái những quyển sách mà cô thích nhất và như thế các cô gái đã sẵn sàng để học. Cảm ơn cô Higgins. Không có gì đâu mà. Cô Higgins đáp lại. Có rất nhiều điều mà các cô công chúa cần phải học. Nào là tác phong trong lúc ăn, nào là chủ đề nói chuyện trong tiệc trà, và cả việc sử dụng khăn mùi xoa sao cho đúng cách. Và như thế, danh sách các bài học cứ tiếp tục dài thêm ra. Sophia thì làm công chúa chưa được lâu, nên bạn ấy vẫn còn phải học thêm nhiều điều nữa. Riêng Amber và Hildegard thì không cảm thấy lo lắng gì cả. Thậm chí Jun còn có vẻ biết nhiều hơn cả Sophia. Tất cả mọi người đều đã biết hết mọi thứ rồi. Sophia thở dài. Amber đứng dậy và xoay một vòng một cách chậm rãi. Chị sẽ nói cho em điều quan trọng nhất, Sophia. Chỉ cần chiếc đầm của em nhìn lộng lẫy giống như của chị là mọi thứ sẽ tốt thôi. Amber nói. Đã gần đến giờ làm bài kiểm tra nên các cô gái đi vào phòng khiêu vũ. Trên đường đi, họ lướt ngang qua cô Higgins đang đứng bên cạnh một chiếc xe rùa đã bị hỏng. Cô Higgins nhờ các công chúa giúp đỡ, nhưng các công chúa đều trả lời rằng họ muốn giúp lắm, nhưng họ sợ trễ giờ làm bài kiểm tra dành cho các công chúa. Chỉ có mỗi Sophia là dừng lại để xem có giúp gì được không. Có chuyện gì vậy cô Higgins? Sophia hỏi. Cô Higgins giải thích thêm rằng chiếc xe rùa dùng để vận chuyển hàng hóa đã bị hư và cô ấy không thể một mình mang tất cả những quyển sách nặng nề này đi được.
Sophia cũng không muốn đến phòng khiêu vũ trẻ như các công chúa khác, nhưng cô nghĩ tất nhiên là mình nên giúp. Cô ở cách đây không xa, cô Higgins nói một cách chắc chắn. Chỉ đi xuống con đường kia một chút xíu thôi à. Vậy là Sophia và cô Higgins đi xuống một con đường. Mỗi người mang một chồng sách. Một lát sau, Sophia nhận ra rằng hình như đường đến nhà cô Higgins sẽ phải tốn nhiều thời gian hơn là Sophia nghĩ. Rồi lại có một cái cây bị đổ xuống ngay chiếc cầu nhỏ bắc ngang qua dòng suối và gãy làm đôi. Sophia và cô Higgins phải làm gì bây giờ? Cô Higgins nói với Sophia: nếu cần thì công chúa có thể quay lại, cô có thể tự xoay sở một mình được. Dạ không, Sophia trả lời. Con không thể để cô một mình mà bê cái chồng sách nặng nề này được. Rồi cả hai quyết định sẽ cùng nhau đi qua con suối bằng cách bước trên từng tảng đá một. Cuối cùng, nhà của cô Higgins cũng ở ngay phía trước, nhưng họ cần phải vượt qua thêm một vũng bùn lầy nữa để có thể về đến nhà. Sophia nhìn xuống chiếc váy của mình và nói: chị Amber nói là quần áo của con phải thật lộng lẫy cho bài kiểm tra của các vị công chúa. Nhưng Sophia không muốn làm cô Higgins buồn, nên cô đã tém chiếc váy của mình lên trước khi bước chân vào vũng bùn. Cô Higgins và Sophia cùng đi qua vũng bùn một cách chậm rãi. Và rồi, có một chỗ hơi sâu. Thế là cả hai cùng ngã xuống vũng bùn. Cuối cùng thì cả hai cũng đã về được đến nhà của cô Higgins. Sophia thì đã bị trễ giờ để làm bài kiểm tra và bộ váy thì rất bẩn. Cô Higgins cảm ơn Sophia vì đã giúp đỡ mình. Dạ không có gì đâu ạ. Con không có cơ hội tham gia bài kiểm tra dành cho các vị công chúa, nhưng ít nhất là cô cũng đã về được đến nhà rồi, Sophia nói. Tuy nhiên, cô Higgins lại biết có một lối đi tắt mà có thể về đến trường ngay lập tức. Một phép màu xảy ra, Sophia đã đến được phòng khiêu vũ cùng với các vị công chúa khác. Sophia, em ở đâu đến vậy? Chuyện gì đã xảy ra với chiếc váy của em? Amber hỏi Sophia. Chào mừng đến với bài kiểm tra dành cho các công chúa, Sophia. Cô Higgins gọi. Sophia cảm thấy rất bối rối. Cô ấy không biết phải trả lời Amber như thế nào, và cảm thấy càng khó xử hơn khi cùng một lúc có đến hai cô Higgins. Một phép màu nữa lại xuất hiện. Cô Higgins biến thân thành bà tiên Fauna. Ta đã sử dụng phép thuật để biến thành cô Higgins, bà tiên Fauna giải thích cho các cô gái. Đây là một phần của bài kiểm tra dành cho các công chúa. Tất cả các cô gái đã thể hiện cho các bà tiên. Họ biết rất nhiều về việc làm một cô công chúa. Tuy nhiên, chỉ có Sophia là người duy nhất chịu bỏ thời gian của mình ra để giúp đỡ cô Higgins. Một cô công chúa thật sự thì luôn biết giúp đỡ người khác khi họ cần. Không chỉ vượt qua bài kiểm tra, Sophia còn nhận được một chiếc cúp xinh xắn vì đã hoàn thành một việc tốt nhất. Đó là việc biết giúp đỡ người khác.